Hello, chào mọi người nha. Trước tiên thì cũng xin nói với mọi người là những cái tiêu chí của Thơ Quang á, thì tham gia cái mạng xã hội này mình chơi mình tiêu chí của mình là cái đầu tiên là không có đề cập tới vấn đề là tôn giáo à, và những tiêu chí khác thì nhưng mà tại sao hôm nay Thơ Quang đưa cái đoạn clip này lên? Bởi vì mình thì không theo đạo Phật, đâm ra mình có những cái mình không không hiểu, mình không biết. Mình muốn đưa cái đoạn clip này lên, thứ nhất là để cùng nhau tìm hiểu, để trao đổi xem cái vấn đề đó về cái thuyết gọi là tu theo cái Hạnh Đầu Đà gì đó như thế nào ra sao, đúng không? Và đó cũng là một cái nội dung clip để thơ quan thường thường á, cái mô típ Thơ Quang làm á, là đầu like là luôn luôn để những đoạn clip để dẫn, giống như là trong thời gian chờ đợi mọi người vào để chúng ta trao đổi. Cái đó cái nhất. Thì cái chuyện tu học tu như thế nào thì Thơ Quang cũng xin khẳng định luôn, Thơ Quang không biết, không hiểu. Cái thứ hai, Thơ Quang đã khẳng định rất là nhiều lần rồi về cái hiện tượng của ông Thích Minh Tuệ, đúng không? Thơ Quang nói rồi về cái quyền cá nhân á, của công dân Lê Anh Tú á, là một của một một trong những công dân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Anh ta có quyền làm những việc gì mà nhà nước không cấm, đúng không? Trong khuôn khổ pháp luật gì đó thì Thơ Quang hoàn toàn tôn trọng, không ý kiến về cá nhân của Lê Anh Tú nha. Thơ Quang xin khẳng định lại, Thơ Quang không ý kiến gì về cái việc cá nhân của Lê Anh Tú. Và tại sao Thơ Quang làm cái like này? Bởi vì những cái hệ lụy mà trong cái việc mà công dân Lê Anh Tú á, hay còn gọi là Thích Minh Tuệ á, làm ra thời gian gần đây thì nó có những cái ảnh hưởng nhất định đến xã hội, đúng không ạ? Cụ thể là có những cái đám đông nó bu bám theo, tu thiệt hay không á thì chưa biết, đúng không ạ? Thì vì trên tinh thần thì chúng ta thấy là cứ đi theo ông Thích Minh Tuệ thôi, và mặc cái áo là giống nhà Phật, cũng ôm cái nồi cơm điện, thì thật tâm họ có tu không thì rõ ràng chúng ta khẳng định với nhau luôn, đúng không? Là chúng ta không biết là họ có thật tâm là một lòng đi 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 tu hay không, hay hướng Phật hay không thì chúng ta chưa biết. Nhưng mà rõ ràng cái đám đông đó nó đã gây làm một cái hệ lụy rất là, mình phải nói như thế nào, rất là khó nhìn, nó kỳ lắm, nó thẳng nhìn nó kỳ lắm, đúng không ạ? Rồi chưa kể cái những cái đám YouTuber là nó cứ bu bám theo để nó làm nội dung, nó tạo sự kiện để nó kiếm view, kiếm tiền gì đó, nó rất là phức tạp. Nội cái chuyện mà đi ngoài đường không thì mình thấy cũng rất là khó rồi, thấy nó kỳ kỳ rồi. Rồi cái định để hôm hôm vừa hôm nay cũng vậy nữa, thì lên câu chuyện thì Thơ Quang có copy cái bài của cái trang Tifosi á, họ đề cập tới vấn đề là hôm qua cái đoàn của ông Thích Minh Tuệ có muốn vào nghĩa trang liệt sĩ để nghỉ ngơi gì đó, đúng không ạ? Thì chính quyền địa phương quản, hoặc là những người người quản lý ở cái khu vực nghĩa trang đó, họ không đồng ý, họ không cho phép những cái đoàn người đó vào, gọi là ngủ nghỉ ở trong đó. Thì cái chuyện mà họ không đồng ý cho vào á, thì đối với thơ quan cảm thấy là hoàn toàn đồng tình, hoàn toàn đồng tình. Bởi vì nhé, bởi vì Thơ Quang nói ví dụ đi, ví dụ như cá nhân ông Thích Minh Tuệ, một mình ông Thích Minh Tuệ vào thì Thơ Quang nghĩ là có thể có chấp nhận được, bởi vì có một cá nhân thôi, một người thôi, thì nó cũng không ảnh hưởng gì nhiều, đúng không ạ? Nó không ảnh hưởng gì nhiều đến cái chuyện gọi là cảnh quan thế này thế nọ. Còn đằng này mọi người cứ hình dung xem cái nghĩa trang liệt sĩ là như thế nào thì Thơ Quang cũng không cần bàn tới cho mọi người cũng rõ rồi, đúng không ạ? Đó, ý Thơ Quang nói mọi người hình dung xem cả một cái đám đông, đúng không, gắn mác là đi tu, đúng không, gắn mác là đi theo ông Thích Minh Tuệ để tu này tu kia gì đó, mà vào trong khu vực nghĩa trang đó để gọi là tá túc qua đêm, thì mọi người thấy chấp nhận được không, đúng không ạ? Nói gì thì nói, bây giờ anh tu, anh là Phật, anh là gì chắc chắn nữa, cái những nhu cầu cơ bản của con người thì các anh phải có, đúng không? Cụ thể như mình nói là gì, ăn uống rồi nó thẳng ra là để ẻ đái này kia cái nọ đó, những quyền cơ bản của người. Thì xin hỏi mọi người, chứ trong một cái trang liệt sĩ với một đám đông như vậy ở cả đêm thì cái điều gì nó sẽ xảy ra cho cái trang đó, đúng chưa, đúng không? Rồi khi vấn đề xảy ra đó, ai là người đứng ra chịu trách nhiệm để là
dọn dẹp nha. Vấn đề mà hư hao thế này thế nọ thì mình chưa bàn tới, mình chỉ nói về những vấn đề cơ bản nhất thôi, về vấn đề gọi là cái nhu cầu thải á, cái nhu cầu thải của một con người á, đúng không ạ? Thì thơ quan có phản ứng cái điều đó, thơ quan hoàn toàn phản ứng cái điều đó, bởi vì nó không đúng thì mình phản ứng vậy thôi. Thì đâu đó có những cá nhân vào đưa ra quan điểm, thì như thơ quan nói rất là rõ rồi trên cái từ nhà thơ quan rồi, các bạn có thể trái quan điểm vào ha, để đưa ra cái quan điểm của cá nhân của các bạn đó để bình luận, để trao đổi, nhưng trên tinh thần là đúng nha, đúng vấn đề, đúng câu chuyện, đúng không? Đừng có vào mà thí dụ như là từ cái câu trừ, từ cái câu từ câu chữ mà chưa nắm chưa hiểu lại tự suy diễn, rồi lại quy chụp, lại là quy chụp để phục vụ cho cái mục đích nào đó thì mình cũng chưa biết, đúng không? Thì mình thấy cái điều đó nó cũng không hay lắm, đúng không? Chúng ta lớn hết rồi, đúng không? Cầm được những cái điện thoại thông minh, từng đi theo ủng hộ quan điểm này quan điểm nọ thì ít nhiều chúng ta cũng có những gọi là cái kiến thức nhất định. Anh chào Khánh Nhã, đúng không? Cho nên là mình phải rõ ràng, mình phải rõ ràng, mình phải là cái câu chuyện phải là hiểu được câu từ ý tứ trong cái câu nó như thế nào, đề cập đến ai, nội dung ra sao, và quan trọng nhất là khi mà muốn bắt lỗi ai phải có cơ sở, hay nói chính xác hơn, muốn cáo buộc ai một cái điều gì thì phải nên đưa dẫn chứng ra rõ ràng, nó có tính logic thì nó mới mang tính thuyết phục chứ. Cá nhân thơ quan chào Kim Xuyến nha, cá nhân thơ quan nói thật, thơ quan rất hoan nghênh những gọi là ý kiến trái chiều thoải mái. Thơ quan từng nói mà có thể chúng ta tranh luận gay gắt luôn không sao hết, cái đó hoàn toàn bình thường, đúng không? Nhưng trên tinh thần văn minh lịch sự, có tranh luận gay gắt ấy, thì chúng ta mới có thêm bạn. Giống như cái câu á, có đánh nhau rồi á, mới biết đâu là bạn đâu là thù, đúng mà. Thì ở đây cũng vậy thôi, theo quan niệm cũng vậy thôi, là bất cứ cái điều gì xảy ra, người chọn theo góc nhìn này, người chọn theo góc nhìn kia là cái chuyện hoàn toàn bình thường, hoàn toàn bình thường thôi. Còn nếu các bạn muốn phản biện lại một cái điều nào đó của đối phương thì các bạn phải đưa ra những dẫn chứng nó thuyết phục, đúng không? Chứ đừng có cái kiểu mà cứ suy diễn. Ý bạn nói như vậy ai cũng biết, ý bạn nói như vậy ai cũng hiểu, hiểu hiểu thế nào, hiểu là hiểu ra sao, đúng chưa? Giống như bây giờ thưa quan nói ví dụ đi nha, ví dụ đi, mấy bạn ở ở nhà đi, ở trong một cái khu phố đó thường xuyên xảy ra trộm cắp, đúng chưa? Thường xuyên xảy ra trộm cắp nhưng mà chưa biết được đối tượng nào, đúng không ạ? Mấy bạn sẽ rình đúng không? Sẽ rình, sẽ canh chứ, sẽ rình sẽ canh chứ, để làm sao coi tìm ra cái thằng trộm này nó là thằng nào. Thì thưa quay xin hỏi mấy bạn chứ, mấy bạn đâu phải là cứ thấy một người lạ đi vào xóm, đi tới đi lui mặc giáo viên giáo giác mà mấy bạn chạy ra bắt là cho ra người ta là trộm, rõ ràng không? Mấy bạn đâu thể làm vậy được, muốn gì nó phải có bằng chứng tang chứng cụ thể rõ ràng mấy bạn mới bảo là người ta là trộm chứ, đúng không? Cho nên thực ra là qua làm cái like này là khẳng định một lại một lần nữa nha, một lần nữa là cái câu chuyện của cá nhân công dân Lê Anh Tú á nha, anh ta làm cái gì là quyền của anh ta, miễn sao pháp luật cho phép, miễn sao pháp luật không cấm, tôi qua không ý kiến, đúng không? Còn cái này là cái hệ lụy của những thành phần đi theo nè, thơ quan chỉ nói thêm về góc nhìn của mình thôi, thơ quan chẳng hiểu vấn đề là buông bỏ tham sân si gì ở đây cả, thơ quan nói thẳng, đúng không? Thì thơ quan chỉ biết rằng á, là những thành phần gọi là ủng hộ Thích Minh Tuệ á, luôn luôn đưa ra cái tiêu chí đó, luôn luôn đưa ra cái tiêu chí đó là buông bỏ tham sân si gì đó, nghe rất là cao đẹp, nghe rất là tốt. Vậy xin hỏi mọi người, những cái con người đó thực hiện được cái tiêu chí đó hay không? Trên cõi mạng này tìm được hai chữ bình an khó rồi, đúng rồi Khánh nhỉ, đúng không? Tôi quay xin hỏi mọi người á,
là những người ủng hộ ông Thích Minh Tuệ á, bản thân những con người đó đã buông bỏ được chưa, buông bỏ dữ chưa, rồi buông bỏ tham sân si gì được chưa, hay họ hoàn toàn làm ngược lại và nó còn ghê gớm hơn nữa. Bằng chứng là Thơ Quang có đưa mấy bài đó, đúng chưa? Đó, về cái chuyện ca sĩ Duy Mạnh đó, đúng không? Thì cơ bản mình cũng hiểu là ca sĩ Duy Mạnh anh ta đưa ra cái quan điểm của góc nhìn của anh ta thôi, fan có đồng ý hay không đó là chuyện của fan, có ủng hộ hay không là chuyện của fan, Duy Mạnh cũng đâu có can thiệp được. Nhưng mà tại sao có những lời lẽ gọi là thốt ra là chỉ mong là Duy Mạnh đột quỵ là tôi sẽ mổ heo mổ bò tôi ăn mừng, cái đó là cái biểu hiện của cái gì hả? Cái đó là thể hiện là cái gì, thể hiện lên cái bản chất gì? Cái đó là buông bỏ hả, tham hả, bỏ tham bỏ sân bỏ si chưa, đúng không ha? Rồi định như hôm qua cũng vậy, cái việc không cho vào nghĩa trang liệt sĩ của tỉnh Quảng Trị đó, thì cái đám đông sẽ là biểu hiện như thế nào? Chắc mọi người xem bài mọi người đã biết đúng không? Thôi quán không muốn nhắc lại nữa, mọi người chấp nhận được không? Đúng rồi cả nhà, đúng không? Mọi người chấp nhận được không? Nói một câu sòng phẳng công tâm với nhau thôi. Bây giờ Thơ Quang không chưa đề cập tới vấn đề là cái chuyện là ở hay không ở, nhưng mà Thơ Quang chỉ đề cập tới vấn đề là những cái lời lẽ phản ứng của cái đám đông đó đó, vì ủng hộ ông Thích Minh Tuệ mà buông ra những cái lời cay nghiệt đối với nhân dân Quảng Trị á. Thơ Quang chỉ hỏi mọi người một câu công tâm thôi, mọi người chấp nhận được hay không thôi. Rõ ràng chưa? Không ai chấp nhận được hết. Thật sự cái điều đó không ai chấp nhận được. Mà trong khi luôn luôn vỗ ngực với tiêu chí là tôi theo thầy, tôi đi tu, tôi buông bỏ, thậm chí là vợ con ra kêu là tôi hết duyên rồi, đúng không? Rồi thậm chí là những người đi theo gọi là xá thầy á, rồi gọi là cái gì, vái lạy á, là tôn kính thầy vân vân đó. Và khi mà có những cái mà nó không hài lòng, cái là buông ra những lời cay nghiệt, vậy là tu dữ chưa? Đúng chưa? Cho nên là những câu chuyện này, những bạn mà ủng hộ thầy Thích Minh Tuệ mà vào mà phản ứng á, thì mấy bạn nên xem lại cái điều các bạn phản ứng á, là nên đi phản ứng cái đám đông đó đó, những cái thành phần buông ra những lời đó, các bạn nên đi phản ứng những thành phần đó để làm gì? Để bảo vệ hình ảnh cho Thích Minh Tuệ, cái đó mới là đúng. Rõ ràng chưa ạ? À? Đúng chưa? Mấy bạn phải nên vào những cái nơi đó đó, mấy bạn phản ứng lại, uốn nắn lại cái tư tưởng của những người đó đó, để bảo vệ cho Thích Minh Tuệ, để chứng minh cho mọi người thấy rằng Thích Minh Tuệ là chân lý, và mọi người đi theo Thích Minh Tuệ là chân lý, thì cái điều đó mới đúng đắn chứ. Nói rằng không, còn cái chuyện thông qua đó rồi, cái chuyện một cái hiện tượng nào đó nó xảy ra trên xã hội thì luôn luôn có nhiều chiều, đúng không? Có chiều ủng hộ, có chiều không ủng hộ, hoặc là cũng có chiều họ chỉ dửng dưng, họ xem qua cho biết vậy thôi, họ cũng chẳng để tâm. Nó ra không ạ? À? Vậy tại sao các bạn lại là tự cho quyền của mình là vào là quy chụp, lại áp đặt người khác là phải nghe theo các bạn, mà trong khi lý lẽ lập luận của các bạn nó không vững chắc thì làm sao người ta nghe? Mà người ta không nghe các bạn, người ta phản ứng lại thì các bạn lại chửi rủa xả. Ủa gì kỳ vậy? Em chào em thử thứ nhất. Buông bỏ tham sân si gì mà dữ vậy, kỳ vậy? Rõ ràng không? Đó, tôi qua nói thật, nếu mà những người thật sự mà ủng hộ Thích Minh Tuệ á nha, phải một, nếu mà cảm thấy không dám đối đầu với những thành phần gọi là nó thế này thế nọ á, thì mấy bạn cứ lên những bài viết, mấy bạn phân tích ra, dẫn chứng ra, mang tính là khuyên can hay như thế nào đó để cho người ta thấy, thì cái đó mới là các bạn đang đi bảo vệ Thích Minh Tuệ, đúng không? Thì các bạn đưa ra những nội dung làm sao nó mang tính thuyết phục về và về gọi là cái quan điểm trái chiều theo góc nhìn của các bạn đi, thì người ta mới nghe các bạn chứ. Chứ đằng này các bạn cứ rình mò rồi canh những cái gì đó gọi là có một chút ha, mấy bạn cảm thấy là có một chút cơ sở gì đó, rồi bạn nhảy vào, các bạn suy diễn, các bạn quy chụp cho người ta thế này người ta thế nọ, nó thẳng với nhau luôn nha. Ở đây nó thẳng với nhau nha, Thích Minh Tuệ là thầy của mấy bạn chứ không phải thầy của tôi, nó thẳng vậy luôn.
cho nó vuông. Còn cái chuyện thôi, quan chỉ nói vậy thêm gì nữa thôi, đơn giản lắm. Mọi người cứ nhìn lại xung quanh mọi người, nhìn cái gì, nhìn những người từng trước đây chơi với mình quan điểm như thế nào, ủng hộ ai, và bây giờ mọi người nhìn lại xem thì mọi người sẽ thấy hết, nhận ra hết, đúng không? Thí dụ như các bạn, ok, liên quan đó rồi, các bạn ủng hộ Thích Minh Tuệ, ủng hộ ai, đó là quyền quyền cá nhân của mỗi người hết, đó là góc nhìn. Nhưng các bạn phải nên nhớ, các bạn ủng hộ Thích Minh Tuệ, các bạn kêu Thích Minh Tuệ là thầy, thì đó là thầy của các bạn, thần tượng của các bạn. Không có nghĩa rằng các bạn phải bắt buộc người khác phải thần tượng như vậy với bạn, với mấy bạn, hợp lý không? Còn thí dụ các bạn muốn thuyết phục người khác nghe theo các bạn, thì các bạn phải đưa ra những điều hay, lẽ phải, những cái logic mang tính hợp lý, thuyết phục, thì người ta mới nghe chứ, đúng không? Rõ ràng chưa? Chứ đâu phải thấy người khác đăng bài, đăng nội dung mà nó không vừa ý các bạn vào phản ứng lung ta lung tung. Mình vào phản ứng, ok, thôi qua nó rồi, hoan nghênh hết mọi vấn đề, rồi trái chiều và phản ứng, nhưng nha, nhưng phải có lý lẽ, phải có lập luận rõ ràng, phải có cơ sở dẫn chứng ra. Đúng không? Còn cái chuyện vừa rồi thì thôi, thôi quan không bàn nhiều, thì để tự mọi người quyết định là mọi người như thế nào vậy thôi. Vấn đề hôm nay thưa quan xin nói lại lần nữa là cái gì, cái like này á là nội dung thưa quan chính là muốn khẳng định á với tất cả mọi người và những người vào sau, thí dụ như sau này có tiếp xúc được với những cái nội dung này, thì mọi người nhớ một điều, cái đầu tiên là gì, thưa quan khẳng định lần nữa, chuyện cá nhân của công dân Lê Anh Tú hay còn được gọi là Thích Minh Tuệ đó, thưa quan không ý kiến, anh ta làm gì đó là quyền của anh ta, pháp luật cho phép là được, không vi phạm pháp luật là được, vậy thôi. Còn những cái câu chuyện liên quan đến anh ta mà nó gây ảnh hưởng xã hội, nó để lại những cái điều này điều kia, thưa quan cảm thấy nó có gì đó nó không đúng đắn lắm, thì thưa quan phản ứng nha, nghe cho rõ nha, phản ứng cá nhân Thích Minh Tuệ là khác, còn phản ứng câu chuyện bu bám theo Thích Minh Tuệ lại là câu chuyện khác, chứ đừng có lập là thấy người ta phản ứng cái câu chuyện kia là nhảy vào là tại sao lại nói xấu thầy tôi, tại sao lại 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 thế này thế nọ với thầy của tôi, thì nó không đúng, nghe nó mắc cười lắm, nghe nó thiển cận lắm, đúng không? Phải đặt rồi đó, người ta lên án cái hiện tượng, cái hệ lụy nó mang lại nó khác hoàn toàn người ta lên án với một cá nhân, đúng không ạ? Còn nhiều vấn đề khác, nhiều khác thì tùy nó phù hợp với câu chuyện nội dung thì chúng ta sẽ chia sẻ thêm. Đó, thưa quan chỉ nhắc lại thôi, xin nhắc lại một điều nữa, những người ủng hộ Thích Minh Tuệ ok thì cũng là quyền cá nhân của một của họ thôi, thưa quan không ý kiến, nhưng mà đúng không, trên tinh thần là gì, đúng không? Nên các bạn cứ bảo là thầy là buông bỏ, không tham không sân không chi, ngày ăn một bữa không lấy tiền gì đó, ok, triết lý của thầy rất là hay, rất là tốt, rất là chân lý, ok luôn, đúng không? Nhưng vấn đề đặt ra, các bạn thực hiện được cái triết lý đó của thầy các bạn chưa? Thực hiện được chứ? Cái chuyện ăn uống mà sinh hoạt thông quan chưa nói tới, không bàn tới, vì dĩ nhiên là khi mình chưa đạt được một cái tầm nào đó thì chúng ta không thể gọi là thực hiện được cái chuyện đó, mình hiểu. Nhưng mà vấn đề ở đây là nội trong tư tưởng tư duy thôi đó, đúng chưa? Là tư tưởng gì, buông bỏ tham sân si đó, mà ngay bản thân những người ủng hộ Thích Minh Tuệ đã bỏ được chưa, đã buông bỏ dữ chưa, đã bớt tham bớt sân bớt si nhiều chưa, hay là chỉ cần có ai mà có vấn đề gì đó mà không hài lòng là quay qua rủa, nguyền rủa rủa xả người ta, chù ẻo người ta. Vậy các bạn tu cái gì, các bạn ủng hộ cái gì, chân lý nó nằm đâu?
nội cái chuyện đó thôi, nó đã đối nghịch thì nó không thuyết phục được người dân bình thường. Thôi qua nói thiệt, những người dân bình thường họ không tham gia, họ không chú ý, họ nhìn vô cái chuyện đó thôi là ngay bản chất các bạn đã là gì, tham sân si đầy nhóc rồi. Mà đâu đó nó cô thêm một cái bản chất gì đó, mình nói thiệt mình dùng cái rất là khó coi, thì làm sao mà thuyết phục người khác được. Cá nhân ổng làm gì kệ ổng, ai quan tâm. Cái muốn nói là ảnh hưởng đến xã hội, nhưng ổng không nhận thức được ổng là tác nhân gây ra rối loạn xã hội. Đúng không mình nhỉ? Mình nói sòng phẳng với nhau luôn đúng không? Chuyện nhận thức được hay không nhận thức được, đúng không? Thì chỉ cá nhân mới biết. Dĩ nhiên, dưới góc nhìn của chúng ta, thí dụ như của Minh Nhật đi, thì chúng ta có quyền đặt vấn đề. Tức là cái câu chuyện rõ ràng ở đây là gì? Tiêu chí là mình chỉ hiểu thôi, mình không phải đạo Phật nhưng mình hiểu là vậy. Những người đi tu là cứu nhân độ thế đúng không? Cứu nhân độ thế là coi như là cứu chúng sanh gì đó, đại khái vậy đó. Đúng không? Thì cái việc của mình làm cứu được nhiều chưa? Độ được nhiều chưa? Mình chỉ thấy vậy thôi. Đúng không? Đúng không Minh Nhật? Độ được nhiều chưa, cứu được nhiều chưa, hay nó gây ra một cái điều gì. Cho nên là nếu mà thực sự mình đồng ý với Nhật ở điểm này, nếu thực sự mà ông Thích Minh Tuệ mà nhìn được cái điều đó đó, thì ông ta nên điều chỉnh lại cái phương pháp tu hành của ông ta như thế nào cho nó mang tính hài hòa, đúng không, mang tính hài hòa và nó phù hợp với tình hình, thì cái đó rất là quý. Tôi qua nói thật, cái đó rất là quý. Còn chúng ta cũng rõ ràng với nhau thôi, rõ ràng với nhau thôi. Hoặc là có những cái tiêu chí gì đó họ đưa ra, họ bảo rằng là tôi không kêu, tôi không ép buộc được ai, tôi không muốn những ai, đúng đúng đúng. Nhưng cái chuyện mình làm mình cũng phải ý thức được rằng là nó gây ra cái gì. Mà khi ý thức được loại vậy rồi thì mình phải có phương án điều chỉnh chứ, cái đó mới đúng. Rõ ràng không mọi người? Nó đơn giản thôi, ngay chúng ta đây nè. Ví dụ như chúng ta là chơi những cái không gian này cũng vậy. Đưa những nội dung nào, nội dung kia gì đó mà chúng ta cảm thấy nó ảnh hưởng, nó đi theo chiều hướng gọi là tiêu cực, không tốt, thì một là chúng ta gỡ bài, hai là chúng ta đính chính, đúng không? Còn ba là chúng ta khóa bài chứ. Ai mà để nó, ví dụ thưa quan nó, ví dụ đi về thưa quan đưa ra nội dung nào đó mà nó gây ảnh hưởng tác động lớn đến xã hội thì thưa quan chắc chắn phải gỡ cái nội dung đó ngay. Bởi vì gì, nói gì thì nói, chúng ta là công dân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì chúng ta nên biết cái gì gọi là lợi ích chung, cái gì gọi là lợi ích cộng đồng, cái gì gọi là lợi ích tập thể, đúng không? Mặc dù có thể đâu đó trong cá nhân chúng ta không ủng hộ điều đó, nhưng vì phục vụ cho lợi ích chung chúng ta phải bỏ. Bản chất đạo Phật là giúp chúng ta nâng cao nhận thức để giải thoát đi những suy nghĩ xấu xa, những điều tiêu cực nó làm cho chúng ta đau khổ. Tu mà không nhận thức thì tu cái gì? Đồng ý với Nhật. Đó là gì? Tức là Minh Nhật đang đề cập tới những cái hiện tượng là những cái phần bú bám đó, đúng không? Giống như Thư Quang nói từ lúc nãy, tiêu chí là gì? Đi theo thầy để tu, rõ ràng chưa? Đi theo thầy để tu, đúng không? Rồi cuối cùng họ tu được cái gì? Họ làm được cái gì? Họ đã thể hiện cái bản chất tu ra chưa? Cái tinh thần cao đẹp của Phật pháp chưa, đúng không? Hay mình nói đơn giản vậy thôi nè, nổi câu chuyện này mình thấy đâu đó có sự mâu thuẫn rồi, đúng không? Nếu mà đã nói là ông Thích Minh Tuệ là thầy á, là tôn là thầy á, thì đã thầy là thầy của chung chứ, đúng không? Thì tại sao lại có chuyện gọi là hộ pháp thế này, hộ pháp thế nọ? Ai mà gọi là xui theo thì cho tiếp cận, còn ai mà cảm thấy có dấu hiệu thế này thế nọ không tốt là lại xua đuổi. Ủa gì kỳ vậy? Lại không cho tiếp cận là sao?
đúng không? Nếu nó là thầy là thánh là của chung, chứ không có của riêng một cá nhân hay tổ chức nào cả. Đồng ý chưa? Thì cái chuyện đó là chuyện của họ, tại sao họ như vậy thì thưa quan cũng chỉ nói ra, nêu ra cái thắc mắc thôi nha, nói trước nha, thì thưa quan nêu ra cái thắc mắc, cái nhìn đó, chứ đừng có một hai anh gọi là vào là chụp vào đây là vặn vẹo thì lại không hay lắm. Khi nhận thức của chúng ta sâu rộng thì trí tuệ phát sinh chính ngay, đó là giải thoát. Đồng ý với Minh Nhật đúng không? Thưa quan nó, thưa quan nó mọi người công nhận không? Ví dụ như là mọi người theo một tín ngưỡng nào đó đi, đúng chưa? À, Phật, Chúa hay Thánh Thần gì đó, thì rõ ràng những hình ảnh đó là của chung mà, đúng chưa? Đâu ngăn cản được đâu. Anh chào anh Đông Thủy. Cho nên là nội trong cái vấn đề đó thôi, thì Thích Minh Tuệ đâu phải là của riêng ai. Đúng không? Nếu mà bàn sâu về, nhìn sâu về vấn đề này thì có nhiều vấn đề đa bàn lắm. Nhưng mà thơ quan chưa muốn làm tới, chưa muốn đề cập nhiều về vấn đề này. Chúng ta thơ quan chỉ nói sơ qua về những cái người là có quan điểm trái chiều, hoặc là những ai đăng bài thì họ vào họ thế này, mang cái tư duy là gì? Họ đưa ra những cái quan điểm mang tính chấn áp nhằm dập tắt tiếng nói. Đối với thơ quan nó là vậy thôi. Nói xin lỗi chứ mọi người nhìn xem nha, xin lỗi chứ có khác gì bọn bên kia đâu. Đó là gì? Đó là gì? Bọn bên kia là cái tiêu chí của bọn bên kia đó là gì? Cứ cái gì nội dung nó không phù hợp, nó không thích, nó không đúng tụi nó là nó vào, nó dùng những lời lẽ thế này, câu từ thế kia để mang tính trấn áp cho mình, gọi là nhùng bước đi. Khác gì đâu, đúng không? Tiêu chí của các anh là gì? Buông bỏ tham sân si. Mà nhìn lại cái hành động của các anh đi, những phát ngôn của các anh khi các anh cảm thấy không hài lòng điều gì đó đi, thì có phải là chính các anh vả vào miệng các anh không? Phản bội lại cái tiêu chí của các anh không? Vậy cuối cùng suy ra điều gì? Đúng không? Là mọi cái vấn đề á, nó đều mục đích cá nhân của các anh cả, chứ chẳng phải vì cái này, vì cái kia, vì thầy, vì đạo, vì xã hội gì cả. Đúng chưa? Có nghĩa rằng phải thỏa mãn cái cá nhân của họ thì họ mới đồng ý. Còn không thỏa mãn được thì bất chấp, họ sẽ chẳng sàng sững cò xù đông nhiếm với tất cả. Như kỳ vậy. Bạn chứ không phải kéo bè kéo phái bất chấp đúng sai, đúng rồi bên Nhật. Cho nên á, ở trong đây á, ví dụ những người mà từng biết chơi với thư quan từ rất lâu á, thì thư quan có một cái nguyên tắc như thế này. Thư quan nói ví dụ đi, ví dụ chơi thư quan thời gian lâu mà thư quan đã xem là bạn nha, đã xem là bạn đó. Thì nhiều khi bạn bè mình, thư quan nói xin lỗi, thư quan lấy hình ảnh ví dụ của Khánh Nhã để cho mọi người dễ hình dung. Thư quan nói ví dụ đi, Khánh Nhã đăng một cái bài nào đó, hoặc là thư quan cảm thấy rằng là Khánh Nhã được truyền tải cái tư tưởng cá nhân gì đó mà nó còn gì đó nó chưa phù hợp, chưa đúng đắn á, thì nếu thư quan xem Khánh Nhã là bạn thì thư quan sẽ vào, thư quan đưa ra góc nhìn của mình, đưa ra góc nhìn của mình để cho Khánh Nhã dựa vào đó đối chiếu xem đúng sai như thế nào, đúng không? Mà nó mang tính thuyết phục. Và nếu Khánh Nhã tiếp thu thì đó là điều rất là tốt. Còn thí dụ Khánh Nhã cảm thấy Khánh Nhã không tiếp thu, Khánh Nhã phản ứng lại nó ui ông là ai mà ông tôi lên tiếng thế này thế nào với tôi, thì thơ quan nói thật là thơ quan sẽ không bao giờ đề cập tới đó. Cái tính thơ quan là vậy. Bởi vậy thơ quan chơi ở đây mọi người cũng để ý rồi, thơ quan rất ít đi cắt từ nhà khác mà thơ quan bình luận, bởi vì cái đó quyền của họ, thơ quan không ý kiến. Thơ quan chỉ vào bình luận với những người mà thơ quan cảm thấy thân tình, thơ quan mới bình luận thôi. Hoặc là nó đối nghịch thẳng luôn, hoặc là đối nghịch thẳng luôn, gọi là vào bem nhau á, ok. Đó chỉ có hai cái đó thôi, chứ còn bình thường thí dụ chơi ok, ai đăng gì đăng à, đăng làm gì đăng, đó là quyền của họ, thơ quan không ý kiến. Nhưng mà thí dụ thơ quan chỉ vào một, thí dụ bạn bè với nhau vào là mình gọi là tếu táo một chút cho nó thêm phần thú vị là một, hai, hoặc là mình thấy có cái gì đó nó chưa phù hợp, nó chưa đúng đắn thì mình vào mình góp thêm cái ý của mình, góp vào thêm cái ý của mình cho bạn bè mình nhìn nhận ra vậy thôi à. Đó, cái nguyên tắc của thơ quan đó là vậy. Vậy ha mọi người ha. Thì đó, thơ quan làm cái chào Nguyễn Nhàn.
làm cái nội dung nó ngắn vậy thôi. Và một lần nữa thì tôi quan xin khẳng định lại để cho mọi người nắm rõ đó, tôi quan nói rồi, cá nhân cái việc làm của công dân Lê Anh Tú tôi quan không ý kiến, ông ta làm gì đó là chuyện ông ta nha, không ý kiến. Thơ quan chỉ lên tiếng ý kiến phê phán phản ảnh với cái chuyện, cái hệ lụy của câu chuyện nó mang lại vậy thôi. Cảm ơn Khánh Nhã, cảm ơn em, bà em vậy nha mọi người nha. Đó, thưa quan xin nhắc lại chuyện cá nhân của Lê Anh Tú, thưa quan không ý kiến, thưa quan chỉ là đưa những nội dung phản ánh lại, phản biện lại những cái hệ lụy, những cái câu chuyện ha, những cái câu chuyện mà nó mang lại nó gây ảnh hưởng xấu tới tình hình an ninh trật tự xã hội nè, hoặc là cái hình ảnh văn hóa cảnh quan gì đó nó không đúng đắn thì thưa quan phản ứng lại vậy nha mọi người. Xin chào tạm biệt mọi người, bye bye, cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ. À.